Hello chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Phước Thiên Vlog của mình nha các bạn. Thì ngày mới xin chúc cho tất cả các bạn có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay mình có làm một cái máy ngói nhỏ nè. Máy ngói nhỏ của cái máy thì cái máy lớn thì mấy anh em mình đã đang hoàn thiện đó. Máy lớn là mấy anh em đang làm cái khúc này trên kia nữa là xong cái máy lớn nè. Đó, rồi giờ mình đang làm cái máy nhỏ này. Thì sẵn mình làm video mình hướng dẫn cho các bạn nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề để các bạn biết cái hình thức các bạn làm. Đó thì thường thường khi cái máy nhỏ này á, là người ta sẽ bên đây sẽ là cái vách trống nè. Đó sẽ là cái vách trống. Còn bên đây người ta sẽ giật cho các bạn một cái máy nhỏ là có hai đầu song như vậy, đầu xuôi hai bên như vậy. Thì làm sao để mà mình biết để mình canh qua bên phía bên này. Làm sao mình biết để mình canh cái máy này cho nó đều qua bên máy bên này. Đó thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mới vô nghề với chưa biết nghề để các bạn đã biết cái hình thức các bạn đó làm. Còn các bạn nào đó là thợ thầy thì xem cho vui hoặc là lướt qua giùm cho mình nha. Đó. Rồi. Thì cái nhà này là bên công ty xây dựng bên mình làm. Đó, bên mình là chuyên thiết kế và xây dựng nhà đẹp, đó, giá rẻ ở các tỉnh miền Nam, chỗ nào cũng làm. Nói chung là chuyên thiết kế và xây dựng nhà trọn gói, chỉ khó trao tay ở các tỉnh miền Nam, chỗ nào cũng làm hết. Đó, thì nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì liên hệ số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả nha. Đó, số điện thoại sẽ để dưới phần mô tả để mà khi cô chú anh chị ưng cái mẫu nhà này thì đặt cho bên em làm nha. Đó. Rồi, thì bây giờ sẽ vô vấn đề chính là hướng dẫn các bạn nào mới vô nghề chưa biết nghề để mà biết cái hình thức làm cái máy này nè. Thì đầu tiên thì mình sẽ canh cái hai cái đầu xuôi của hai cái đầu song đây nè. Mình phải, tại vì đầu song này bên hồ người ta đổ trước đó, thì mình phải theo nha, mình phải theo bên hồ nha. Đó, thì mình lấy bên này để mình lấy qua bên này. Rồi, thì mình đầu tiên là mình sẽ bắt hai cái chữ A bên này nè, bắt cái chữ A bên đầu song trước nè. Mình sẽ hàng hai cái 48 xuống trước đó, mình hàng hai cái 48 xuống trước đó, mình hàng hai cái này xong thì mình mới canh qua bên cây bên này được nha. Rồi thì mình sẽ lấy cái đỉnh đó, thì mình sẽ lấy thước mình móc từ dưới đó lên trên đây, mình móc phủ bì cái máy này ra dưới đó lên trên cái đỉnh này là bao nhiêu đó. Đó, ví dụ ở trong đây là cái đỉnh này lên là 2m7 nè, từ dưới đó lên tới đỉnh này là 2m7. Rồi thì mình móc hai bên thử cái đỉnh này nó có nằm giữa tim không đó, hay là nó chênh lệch một phân hoặc hai phân không, thì mình biết đường để mình châm chế nha. Rồi thì mình lấy hai bên sao cho nó hai máy nó đều nhau nha các bạn nha. Nó hoặc là chênh lệch một phân hoặc hai phân thôi, chứ nếu có mà chênh lệch nhiều từ 5 phân đổ lên thì thấy cái máy mình nó sẽ chênh lệch, cái đỉnh nó sẽ bị lệch đỉnh của cái máy nha. Đó thì ở đây mình sẽ lấy 2m7 đều nè. Đó, lấy 2m7 đều, ví dụ bên đây nó có hụt một phân hoặc hai phân thì mình lấy chênh lệch một phân hai phân được, đừng có lấy chênh lệch nhiều quá. Nếu lấy chênh lệch nhiều quá thì nó sẽ không có, cái máy mình nó bị sẽ làm sẽ bị lệch đỉnh đó. Thì ví dụ như bên đây mình lấy theo cái đỉnh của bên hồ, rồi ví dụ bên này nó có thể nó sẽ dài hơn bên đây một phân hoặc hai phân không sao nha. Rồi đừng chênh lệch nhiều quá là được. Rồi sau đó sẽ tiến hành là mình sẽ bắt hai cây 48 này lên. Đó, bắt hai cây 48 này qua hai bên. Rồi. Thì mình cặp cái chân đỉnh này nè, thì thường á là bên hồ người ta sẽ xây không có nhọn lên, nó xây hơi bầu trên góc nhọn nên là mình có cho hở lên một hai phân nè. Đó. Thì mình lấy cái đỉnh nhọn của cái máy thì bên hồ người ta sẽ đắp hồ sau. Đó, rồi. Thì mình canh cho nó, với lại mình canh ở dưới đây. Thì do là bên hồ người ta đổ đan trước rồi, là cái cây 48 này mình chỉ có làm tới cái chỗ khúc này là được thôi nha. Các bạn đừng cho ló ra hoài, nếu mà các bạn cho cây 48 này ló ra hoài thì cái đuôi này nó sẽ đỡ lên rất là nhiều. Đó, nên là mình chỉ cho cây 48 tới khúc này thôi. Đó, tới khúc này rồi bắt đầu hồ người ta đổ xuống thì mình sẽ lấy cây sắt rằng nè, sắt rằng 16 nè. Mình lấy cái sắt rằng 16 này mình hàng xuống. Đó, để mình lấy cái độ đan này này mình phải lấy cái độ sét thấp nhất nha. Đó, thì mình có cho cái cây mè nó sét luôn, thấy không, nó sét luôn. Rồi xong, tại vì cái mè cuối mình là ví dụ mình sử dụng cái dung 3, mình sử dụng mè là dung 3 thì cái mè cuối nó sẽ là cây 36, nó sẽ gấp đôi cái cây mè của mình lên. Nên là nếu mà mình làm cái đuôi này mà các bạn làm xuống tới đây nè,
đó, làm xuống tới đây là cái mì của mình nó đỡ lên nữa, sẽ rất là cao đó, là bị sai thiết kế nha đó, nên các bạn chỉ làm tới đây thôi đó. Các bạn làm sao mà cái độ xuôi nè, cái độ xuôi từ dưới này nó đi lên, nó đi theo cái miếng đan của người ta, nó không được cao hơn cái miếng đan của người ta. Ví dụ như trên đầu nó bằng đó, trên đỉnh nó bằng đi, mà xuống dưới đây các bạn làm cao lên là khi mà như cái mặt tiền người ta nhìn lên đó, là sẽ thấy cái đầu ở trên nhỏ và đầu dưới nó bự, nên là khi cái đan hồ người ta đổ sao rồi thì các bạn thiết kế theo cái máy đan của người ta đó. Nên ở đây là mình cứ coi cái 48 tới đây thôi, rồi mình hàng cái cây sắt răng này xuống đó, để cho nó bằng cân bằng cái độ xuôi của cái máy nè đó, hai bên đều nhau nha. Bên kia mình cũng làm tương tự như vậy đó, tương tự như vậy. Rồi thì sau khi mà mình hàn được cái cây kèo ngay chỗ cái đầu sông này rồi, để mình làm cái điểm chuẩn rồi, thì mình tiến hành mình sẽ căng nước đó. Mình căng nước từ cái đỉnh này, mình căng nước từ cái đỉnh này, căng nước từ cái đỉnh này đó, qua căng nước qua đỉnh bên này đó, để cho hai cái đỉnh đó, để cho hai cái đầu đỉnh nó phải bằng nhau đó. Mình căng nước để mình lấy mực qua đây để mình biết cái độ cao của cái máy bên này nó cao tới chỗ nào. Thì bên này nó lên thôi, bên này hồ ta đã làm chuẩn rồi, thì mình sẽ tiến hành mình lấy cái dây căng nước mình căng qua đó, căng qua là mình lấy dấu. Rồi sau đó làm sao mình biết cái đỉnh này nó nằm ở chỗ này, rồi sao mình biết cái đỉnh này nằm ở chỗ này, thì các bạn đo cho mình cái máy mình này, các bạn đã làm cái chữ A chuẩn rồi, thì các bạn đo từ cái đỉnh này đo xuống cái đuôi đó. Ví dụ ở đây mình làm 2m7 thì ở đây mình cũng phải lấy xuống bằng cái đuôi bên đó là 2m7, thì cái máy mình nó sẽ vuông dứt đó, nó mới vuông dứt. Thì trong quá trình vuông dứt thì các bạn trong quá trình lọc ngói thì nó mới ngói mình, viên ngói mình nó mới đều được nha đó. Chứ ví dụ như ở bên này 2m7 các bạn thả bên này 2m68 hoặc là 2m72 là cũng không được, các bạn phải lấy đúng số đo luôn đó, lấy đúng số đo. Ví dụ bên này là mình nói 2m7 nè, thì bên này làm chuẩn thì lấy 2m7, thì bên này các bạn cũng lấy 2m7, lấy 2m7 xuống cho nó đều, cho nó hai cái độ xuôi đều nhau. Rồi thì cái đỉnh mình đã căng mực qua, mình có đỉnh như dấu ngay đây rồi, thì mình lấy dấu đây, bắt đầu mình đặt cái kèo này, mình hàng xuống đó, mình hàng xuống thì máy này nó đã như vậy, là tiến hành như vậy là hai cái kèo mình nó đã bằng nhau đó. Thì nó bằng đỉnh rồi, thì ở dưới các bạn cũng phải canh cái đuôi đó, cái hàng cái cây mè trên đầu đó, rồi hàng cái mè ở dưới để mình căng nước hai đầu, hoặc là mà các bạn không căng nước cũng được, các bạn lấy cân nivô các bạn đặt lên cái cân thủy của mình á, các bạn đặt lên để mấy bạn lấy cái mặt bằng đó, mặt bằng cho nó đều đó, cho nó đều, chứ không là bên cao bên thấp là sẽ nhìn lên nó sẽ bị quặn ngói nha, nó quặn gì ngói của mình. Với lại là một phần nữa là người ta nhìn dưới lên nó xấu, nếu mình không lấy mặt bằng này thì người ta nhìn nó dưới lên nó xấu đó. Còn ví dụ trong trường hợp mà bên hồ người ta làm mà hơi nghiêng quá thì các bạn chế lại chế chừng cỡ 5 ly một phân thôi, còn nếu mà chế nhiều quá là không được nha đó, nên các bạn lưu ý giùm mình đó. Thì ở đây mình đã cân thủy, mình lấy cân thủy cái mì trên và cái mì dưới, sau đó mình tiến hành mình canh ngói, mình canh viên ngói đó. Thì ở đây mình có canh viên ngói nè, thì canh viên ngói là các bạn phải canh hàng cái đầu đây đó, canh viên ngói nè. Thì các bạn hàng cái mì cuối cho mình, sau đó các bạn hàng cái mì trên đỉnh đó, sau đó là các bạn canh cái mì thứ hai này nè, cái mì cuối bỏ nè, cái mì thứ hai là để các bạn canh ngói nè đó. Ngói các bạn muốn cho ra nhiều hay ra ít là cái cây mì thứ hai đây nè, cây mì thứ hai nè, để các bạn muốn cho viên ngói nó ra thì cái mì này các bạn thụt xuống, còn các bạn muốn cái viên ngói nó lên thì các bạn nâng, các bạn đẩy cái mì này lên. Thì ở đây mình có cho cái viên ngói mình ló ra là 8 phân đó, lo đuôi 8 phân, để tại bên hồ người ta còn tô ra 1.5 phân nữa, là cái đuôi mình nó còn lại có 5-6 phân là vừa đó. Thì sau khi mình đã hàn được cái cây mè, sau khi mình đã hàn được cây mè thứ hai rồi đó, cây mè thứ hai là mình canh ngói nha, cây mè cuối bỏ nha, cây mè thứ hai mình canh ngói. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình đo lọt lòng từ đây nè, từ cây mè thứ hai nè, lọt lòng từ cây mè thứ hai lên cái đỉnh của mình á, cây mè đỉnh của mình, để mình chia ra, để mình chia, mình có cái cỡ để mình thả mè nè, nó cho nó đều, để mình thả mè cho nó đều nè đó. Các bạn lưu ý nha, cái mì cuối bỏ, cái mì thứ hai là để canh ngói, rồi từ cái mì thứ hai đó các bạn đo lên. Ở đây ví dụ như mình thả là mình hàng cái đầu rồi, hàng cái đầu và cái đuôi rồi, thì ở đây mình có thả 2 nè, 4 nè, 6, 8 kìa, 7 cây. Cái mì cuối bỏ, cái mì thứ hai bỏ, cái mì thứ hai là mình để mình canh ngói, nó ra vô rồi mình bỏ luôn. Rồi ở đây mình thả 2, 4, 6 cây, mình có thả 6 cây. Số cây thì các bạn vuông ba này, các bạn lấy 3 phân, các bạn đo lọt lòng từ đây, từ cây mì đỉnh dưới xuống cây mì thứ hai lọt lòng bao nhiêu, sau đó các bạn trừ cho
6 cây dung ba này ra, 6 cây dung ba này ra. Thì ở đây là dung ba thì 6 cây là 18 phân. Các bạn ví dụ các bạn đo lọt lòng cái này xuống đó 2,5 m. Lọt lòng 2,5 m đi. Các bạn trừ ra cho mình 18 phân. 18 phân là 18 phân cây mì đây nè, là mình trừ ra. Ví dụ mình thả ở đây 6 cây thì mình trừ 18 phân, còn 5 cây thì mình trừ 15 phân. Đó thì các bạn cứ nhân lên. Sau đó ví dụ như ở đây thả 6 cây thì mình chia cho 7. Đó thì nó 7 ô. 1 2 3 4 5 6 7. Đó thì mình thả 6 cây thì có nghĩa là mình phải chia ra 7. Đó thì nó sẽ ra cái cỡ. Thì nó ra cái cỡ rồi sau đó tiến hành mình đuổi ở dưới mình đuổi lên, hoặc là mình ở trên mình đuổi xuống cũng được. Mình đứng ở dưới mình đuổi lên cho nó khỏe hơn. Tại vì trong quá trình mình hàng mè, mình đã hàng cái đầu cái đuôi vuông dứt rồi thì ở dưới mình cứ làm cỡ mình đuổi lên thì trên đây nó sẽ vuông thôi. Đó, còn ví dụ như các bạn thả mà cái vụ cái mè này nó cao hơn cái mè bên này 1 hoặc 2 phân á, thì khi quá trình các bạn đuổi lên thì nó sẽ bị ô to nhỏ. Đó, còn ví dụ trong quá trình các bạn lấy vuông rồi, lấy bên này xuống 2,7 m, bên này xuống 2,7 m, là khi trong quá trình các bạn chia cỡ thì nó đuổi lên nó ô nó sẽ đều nha. Đó, rồi các bạn lưu ý cho mình nha. Đó, đó là cái hình thức mà để mình ra kèo. Đó, mình ra kèo rồi mình trừ ngói. Đó, với lại là mình cắt cỡ, mình chia cỡ như thế nào cho nó đều. Đó, cho nó đều như trong video này. Đó, thì mình đã hướng dẫn hết cho các bạn rồi. Rồi, còn tới cái cây mè, cây ốp viền á, cây viền này nè, cây viền để mình ốp nóc nè. Đó, thì các bạn đo cho mình ví dụ ở đây nè, cái cạnh này là nó ra là 2,3 m, nhưng mà cái đỉnh này nó ra 2,33 m, thì cái đuôi kia nó ra 2,31 m. Đó, thì mình ở đây mình có lấy cái đỉnh nhỏ nhất là 2,3 m để mình hàng viền lên. Còn cái chỗ nào dư á thì trước khi mình làm mình hỏi ý kiến thợ hồn cái. Ví dụ như nếu mình lấy đầu to, mình lấy đầu to thì cái đầu nhỏ nó sẽ bị sắt nó sẽ dư ra, thì bên hồ người ta có chấp nhận tô ra hay không. Nếu mà bên hồ hỏi ý kiến bên hồ người ta chấp nhận tô thì mình sẽ lấy cái đầu to mình làm xuống đầu nhỏ. Mình nói chung mình phải lấy vuông dứt để khi trong quá trình lợp ngói lên thì cái ngói mình không có bị đầu to đầu nhỏ, người ta nhìn dưới lên không thấy đầu to đầu nhỏ. Còn ví dụ bên hồ người ta nói lấy đầu nhỏ thì mình sẽ lấy đầu nhỏ, thì cái hồ này nếu mà nó có dư, nó dư ra khỏi cái hàng mè của mình thì người ta sẽ lấy máy cắt, người ta cắt người ta xong người ta sẽ tô lại. Đó, các bạn làm trong quá trình làm thì các bạn những cái chỗ nào mà thắc mắc á, thì các bạn nên hỏi bên hồ xíu nha. Đó, bên hồ với lại bên sắt kết hợp thì làm nó sẽ ok hơn, nó sẽ đẹp hơn, thì đem lại cho chủ nhà những cái mái ngói và những cái ngôi nhà đẹp hơn, ưng ý hơn. Đó nên các bạn lưu ý với mình nha. Đó, thì ở video này thì mình muốn hướng dẫn các bạn nào mới vô nghề chưa biết nghề cái hình thức mà để mà thả những cái mái như vậy. Đó, làm sao để thả cho con mái như vậy để cho nó chuẩn, đó, lợp ngói cho nó đẹp. Đó, thì mình đã nói hết trong video rồi nên là các bạn xem. Đó, rồi cái chỗ nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn bình luận. Đó, mình sẽ trả lời hết tất cả nha. Rồi mình xin kết thúc video đây nha. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và ý nghĩa thì nhớ để lại cho mình một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn nha. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.